Rồi tiếp tục về lại quê hương miền Tây mình, xem bà con mình thu hoạch lúa nha các bạn. Ở đây thuộc khu phố 8 của thị trấn Dòng Ghiền, huyện Dòng Ghiền, tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay đến với tem máy của mấy anh em ở Dòng Ghiền luôn nha. Rồi đây là máy cộ, mình sẽ đứng ở trên máy cộ, mình sẽ quay toàn cảnh thu hoạch lúa của bà con quê mình ở đây nha. Nãy giờ thì cũng có rất là nhiều máy vào trong này cắt. Đây là những cánh đồng cắt rồi nè, bờ bên kia cũng có máy nó đang chạy, bữa nay sẽ làm tan cái giặt đồng này luôn. Rồi xa xa thì mình thấy máy cắt nó đang chạy qua nè các bạn. Mưa hổng gài nên là nước trên đồng quá trời luôn. Ở đây thì bà con mình trồng giống một giống không à, đó là 5451 nha. Giá thì trung bình tầm 7.500, cắt xong là có xe lại chở luôn, xe công nông chở lại lò sấy luôn, là bà mua luôn đó các bạn. Giờ thì mình chạy xích vào bên trong. Rồi sập được bơm này. Rồi đậu đây là dừa luôn nè. Một lá năm thì cái hàm rất là rộng nha, nên là cái giặt đồng thì này nó đẩy ngang chút xíu là hết rồi. Đất ở đây đa số là đất manh, không có được dây dài dài giống như những cái nông trường. Không đủ lúa rồi, chờ một chút nữa. Thì chị cũng vào bên trong một chút nữa. Chết luôn. Còn khoảng hai đường cắt nữa là xong rồi nè.
Quá mà cua nó muốn chín luôn. Khu đó là khu nhà mồ đó nha các bạn, ở trong cái lùm cây đó là mồ mã nhiều dữ lắm luôn. Thì có một phò lõm đất là nguyên cái khu nhà mồ luôn, sau này bình bát với lại mấy cái cây đó nó mới mọc lên. Hoàn thành. Mấy các cậu lại chờ để anh em mình qua sang lúa qua nè. Ồ, cậu lúa này cũng nhiều quá trời nhiều. Kết thúc một chủ rồi đó. Dứt điểm một chủ nha các bạn. Đó là tiếp tục đi bắt công thêm. Rồi giờ là mình vào trong để chất lúa ra nha. Rồi xem thử cái đường đi của anh em mình như thế nào nha các bạn, cũng gian nan và rất là vất vả nha. Bên bển là có một cụm máy luôn, rất là nhiều máy. Thank you.
nông dân đi móc lúa. Cái chùm tóc phía sau là gói thuốc đó nha các bạn, với hộp quẹt, với điện thoại. Máy mình cắt xong rồi, bây giờ chạy qua cái cánh đồng thuốc trên đó đó. Cái đó là trên kênh Bún Thước nha. Ôi quá trời máy luôn rồi kìa các bạn ơi. Trên đó chiếc nè. Chiếc này chắc nó bị trục trặc gì rồi nên là không có cắt nằm nãy giờ, mình thấy cũng hơi lâu lâu rồi đó. Anh em kiểm tra kỹ thuật sửa chữa lại. Nói chung là làm việc ở trên đây là mình phải biết sửa chữa máy ở trên đồng luôn. Cái này bị sập nhẹ nè các bạn, chứ đó là sát đất hết rồi. Nãy giờ hơi hoài đúng không ạ? Bó tay vậy. Trời ơi, hơi có 30 giác vậy đó. Đó, có xe nó kéo rồi kìa các bạn. Thank you.
quá trời chủ luôn rồi. Ở đây được 7.500 ký cho mình chủ. Bây giờ nha. Rồi, đây chính là cái nơi mà đậu chẹt đậu vỏ của anh em mình. Ở phía bên sông đó chính là sớm chạy xuồng, sớm chạy mọc luôn đó các bạn. Rồi trời sắp sửa chuyển mưa nữa rồi. Ở đây chắc xuống chút xíu nữa cân luôn rồi cho xe đẩy về nhà máy luôn. Thì trung bình khoảng 12-13 bao trên một công nha. Hello. Giờ này cũng tới giờ mấy đứa nhỏ nó đi học luôn rồi các bạn. Đường này đi vô xã Thạnh Hòa về bàn Tân Định nha, cặp xong. Còn đường này thì ra chợ Dòng Ghiền. Ở đó là cây cầu vượt của Kinh Một đó các bạn. Đang thi công ráp được những cái trụ ngang hết rồi nè. Chuẩn bị đổ ở trên đó là hoàn thành cây cầu nha. Nghe nó phóng đường về ngay chỗ cầu B4 rồi dưới lên bánh xe của mình á. Mình cũng không gần lắm. Rồi, vừa rồi thì mình đã quay được một số cảnh làm việc của anh em máy cắt cho bà con ở khu phố 8 nha. Mà ở đây giờ anh em mình chắc xong thì chút nữa sẽ có xe công nông lại nó cân rồi nó chở cho bà con mình luôn. Ở đây là những chủ ruộng cùng với thương lái nha, có nhà máy đây ta mua luôn.